Dạ, cảm ơn Tony. Hồi đó giờ tôi nghe 3.0, 4.0, 5.0 mà tôi có biết cái gì mà chấm không đâu. Tôi không có biết 3.0, 4.0 là gì hết. Nhưng mà sáng nay tôi dậy sớm mà tôi xem cái bài của anh Tony gửi cho ban chấp hành để ban chấp hành xem trước đó. Thì tôi mới biết được 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 là như thế nào. Cảm ơn Tony nhiều lắm. Đỡ dốt được một chút. Dạ, cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ học về trường Chủ nhật. Chúng ta sẽ ôn lại bài 33. Bài 33 với tựa đề là Người đầy tớ thật. Câu gốc của bài 33 là giữa vòng các con thì không phải như vậy, nhưng mà ai muốn làm lớn thì phải làm tôi tớ các con. Còn ai muốn làm đồ các con thì phải làm nô lệ cho mọi người. Đó là tâm tình của người đầy tớ thật. Và người đầy tớ thật thì có 5 đặc điểm. Chúng ta cùng ôn một chút xíu nha. Người đầy tớ thật có 5 đặc điểm. Người đầy tớ thật thì quan tâm đến nhu cầu của người khác. Người đầy tớ thật thì làm việc hết mình. Người đầy tớ thật là làm việc với trọn cả tấm lòng. Người đầy tớ thật luôn trung tín. Và đặc điểm thứ năm, người đầy tớ thật là người khiêm tốn. Và điều mà chúng ta được nhắc nhở là tôi phục vụ Chúa khi tôi phục vụ người khác. Chúng ta có nhớ Chúa nói gì mà Chúa Giêsu dạy rằng nếu mà ai mà cho một người bé nhỏ hay là hèn mọn ở trong cho một uống một chén nước lạnh thôi, vì cái người đó là môn đồ của Chúa thì coi như đã phục vụ Chúa. Thì vì chúng ta thấy năm đặc điểm đó, chúng ta có những đặc điểm nào? Vì chúng ta nhìn năm đặc điểm của người đầy tớ thật để chúng ta tra xét lại đời sống của mình, xem mình có đặc điểm nào và đặc điểm nào đang nổi trội, đặc điểm nào chúng ta đang cố gắng để phát triển. Thì đó là câu hỏi để anh chị em và tôi suy nghĩ để xem rà xét lại chính đời sống của mình. Mình nói mình là tôi tớ của Chúa thì mình đã có những đặc điểm này chưa, đặc điểm nào đang nổi trội và đặc điểm nào chưa có, hoặc là có nhưng mà chưa có được trau dồi để phát triển. Thì chúng ta hãy cố gắng lên, nhớ rằng đây là năm đặc điểm của người đầy tớ thật. Và hôm nay chúng ta sẽ học bài kế tiếp, đó là suy nghĩ như một đầy tớ. Người đầy tớ thì phải có suy nghĩ của một người đầy tớ. Đừng có giống cái câu người ta nói là con nhà lính nhưng mà tính thì nhà quan, đúng không? Tiền lương có chút xíu mà ăn xài cho dữ. Ở đây chúng ta nói là một người đầy tớ thì phải có suy nghĩ như một đầy tớ. Câu gốc của chúng ta là trong Philip đoạn 2 câu 5, hãy có cùng tâm tình như Chúa Cứu Thế Giêsu đã có. Bài này có 5 phần. Hôm nay chúng ta sẽ học hai phần đầu. Thứ nhất là chúng ta sẽ học phần thứ nhất là người đầy tớ phải nghĩ đến người khác nhiều hơn. Người đầy tớ phải nghĩ đến người khác nhiều hơn là nghĩ về mình. Mà muốn nghĩ về người khác thì phải mình tự mình quên đi mình. Và ông Phaolô đã đưa hình ảnh của Chúa Giêsu ra để làm gương cho chúng ta. Xin mời một con cái Chúa đọc giúp giùm Philip đoạn 2 từ câu 4 cho đến câu 7. Dạ mời Thiên Ân. Xin mời chúng ta cùng dò theo. Dạ, cảm ơn bạn Thiên Ân. Chúng ta xem câu số 4. Hãy có cùng tâm
tình như Đấng Christ đã có, hay là Chúa Giêsu đã có. Tâm tình là gì? Tâm tình là tâm trí, là quan điểm. Và tâm trí, quan điểm đó được bộc lộ qua thái độ, hành động, lời nói. Quan điểm mà tích cực thì sẽ có hành động, thái độ tích cực, đúng không ạ? Quan điểm hướng về sự yêu thương, tha thứ thì sẽ bộc lộ ra bằng hành động, thái độ yêu thương, tha thứ. Và chúng ta thấy tâm trí của Chúa Giêsu, quan điểm của Chúa Giêsu bộc lộ qua hành động hy sinh vì nhân loại. Và sứ đồ Phaolô khuyên chúng ta là hãy có cùng tâm tình như Đấng Christ đã có. Câu số 5 cho biết rằng Ngài vốn có bản thể của Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài đã không nắm giữ điều đó, Ngài không coi điều đó là quan trọng. Ngài hướng về sự vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời, và dù cho sự vâng phục đó đến chết ở trên thập tự giá. Như vậy có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là Ngài tự bỏ mình đi, Ngài tự bỏ mình đi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Ngài làm cho mình trở nên trống không. Không phải chỉ về thần tánh thôi, nhưng mà về cả nhân tánh, cả sự vinh hiển nữa. Khi nói rằng Ngài mang lấy bản thể của một tôi tớ, trở nên giống như loài người, có hình dạng một loài người, có nghĩa là chẳng những Ngài trở nên giống loài người, nhưng mà còn là một con người thực sự. Bây giờ trở lại với hình ảnh của một người tôi tớ, thì sứ đồ Phaolô nói ở trong Philip đoạn 2 câu 4. Sứ đồ Phaolô nói gì trong Philip đoạn 2 câu 4? Xin mời chúng ta cùng xem lời Chúa. Mời chúng ta cùng xem lời Chúa để chúng ta có câu hỏi để trả lời nha. Philip đoạn 2 câu 4. Ông Phaolô nói gì? Ông Phaolô nói rằng mỗi người trong anh em đừng có chăm về lợi riêng mình, hay là chớ chăm tìm lợi riêng mình, nhưng khá chú trọng đến lợi ích của người khác. Như vậy thì ông Phaolô muốn khuyên con cái Chúa, đặc biệt là tôi tớ Chúa, điều gì? Chớ chăm về lợi riêng mình mà phải chăm về lợi người khác. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tự quên mình đi, đúng không? Tự quên mình đi mà hãy nghĩ đến người khác. Muốn chăm về lợi người khác thì phải quên cái lợi của mình. Hồi đó tôi nhớ lúc mà tôi còn là đoàn viên thì người ta cứ dạy cho chúng tôi biết rằng là hãy vì lợi ích của người khác, hãy vì lợi ích của người khác. Mà muốn vì lợi ích của người khác thì trước hết mình phải quên cái lợi ích của mình. Cái lợi của mình không quan trọng nữa, mà phải tự quên đi, mình mới có thể chăm chú, chăm chút cho cái lợi của người khác. Thì đó là điều mà chúng ta cần phải học hỏi, tự quên mình đi. Và chắc chắn từ đây trở về trước, anh chị em đã từng tự quên mình để nhớ đến người khác, để phục vụ người khác. Thì bây giờ anh chị em xem thử coi, thời gian gần đây nhất anh chị em đã tự quên mình để nghĩ đến người khác, để phục vụ người khác, là phục vụ ai và phục vụ như thế nào? Chắc chắn anh chị em có làm. Khi mình đặt mình qua một bên, mình quên nó đi để mình chú ý người khác, mình phục vụ người khác, mình giúp đỡ người khác, mình không nghĩ tới lợi ích của mình nghĩ lợi ích người khác, thì đó là tự quên mình đó. Và chúng ta đã làm rồi, bây giờ chúng ta xem thử coi gần đây nhất anh chị em đã làm điều đó cho ai và làm như thế nào. Anh chị em có thể kể ra được không? Cười không à? Như vậy có nghĩa là có nhưng mà còn ngại nói, đúng không? Thôi thì đây là câu hỏi dành cho các anh chị em suy nghĩ nha. Chúng ta đã từng làm điều đó. Nếu ai đã từng làm điều đó, xin cứ tiếp tục tự quên mình đi để có thể phục vụ cho người khác. Hoặc là khi tôi có một cái phần nào đó, đáng lẽ là tôi để tôi xài, để là tôi sử dụng, thì tôi cũng cần mà. Nhưng mà tôi thấy ai đó trong vòng anh em mình cần hơn, thì tôi quên tôi đi, tự quên mình đi. Tức là tự bỏ cái nhu cầu của mình đi, lợi ích của mình đi, để mình có thể dùng điều đó mình giúp đỡ cho người khác. Đó là tự quên mình đó.
Tôi nghĩ rằng những em nhỏ là thiếu niên á, thiếu nhi và cả người lớn chúng ta đều đã làm cái này rồi. Thì chúng ta hãy làm nhiều hơn nữa. Và đó là tâm tình của một người đầy tớ, biết nghĩ đến người khác, nghĩ nhiều về người khác hơn là nghĩ đến mình. Nhưng mà bên cạnh những người tự quên mình đi, thì bên cạnh đó có những thực trạng rất là đáng buồn. Theo anh chị em thì cái người mà ở trong cái thực trạng đáng buồn đó là ai? Là ai ạ? Là người phục vụ nhưng mà vì mình, chứ không phải là vì người khác. Thí dụ coi, thí dụ như tôi nghe nấu bếp đụng bà Nga và Cẩm Loan, sợ không phải. Thôi mà giờ tôi thí dụ đại vậy đi. Thí dụ tôi đang nấu bếp, tôi cực nhọc, tôi nấu bếp là tôi phục vụ chứ gì. Nhưng mà đó không phải là tôi phục vụ vì người khác, nhưng mà tôi phục vụ để cho người ta khen, để cho người ta quý, để cho người ta nói ừ bà nó giỏi hay là thế nào đó. Thì cái đó là thực trạng đáng buồn. Hay là có một cái trường hợp nữa nè, có một trường hợp này chúng ta phải suy nghĩ nè. Càm ràm hả? Vừa phục vụ vừa càm ràm. Cái đó là một lĩnh vực khác đó nha, cũng là thực trạng đáng buồn á. Phục vụ không có tự nguyện mà càm ràm, đúng không? Nhắc lại tôi nhớ bà Ma Thê rồi. Rồi bây giờ có một trường hợp gì nữa nè các anh chị em. Tệ hơn nữa là người đầy tớ phục vụ nhưng mà để đổi lấy ơn phước của Đức Chúa Trời. Chúng ta hiểu câu này làm sao? Phục vụ nhưng mà để đổi lấy ơn phước của Đức Chúa Trời là làm sao? Anh chị em, suy nghĩ và trả lời thử coi. Dạ? À, làm để kiếm phước. Dạ đúng rồi. Đương nhiên làm là Chúa chúc phước, đúng không? Chứ Chúa đâu có hẹp hòi. Chúa nói rằng công khó của anh em trong Chúa đâu phải là vô ích trước mặt Chúa đâu. Chúa ghi nhận hết và Chúa sẽ chúc phước cho người đó. Chúa nói rằng ta sẽ đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để phát cho mỗi người tùy theo công việc người đó làm. Thì nếu chúng ta làm thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận phần thưởng từ nơi Chúa. Nhưng mà làm để được nhận phần thưởng thì nó lại khác. Hoặc là Chúa à, con làm công việc của Chúa, Chúa phải làm công việc của con, làm một cách hình thức đổi chác. Đương nhiên, nói như cô Kim Loan thường hay nói, mình cứ lo việc Chúa đi, rồi mình giao công việc của mình cho Chúa, thì chắc Chúa sẽ hỗ trợ mình à. Cái điều chắc chắn, còn đòi là khác à. Đúng không? Còn đòi là khác. Con làm công việc này cho Chúa, Chúa phải làm cho con à. Đổi chác. Thì đó là thực trạng đáng buồn. Thực trạng đáng buồn. Suy nghĩ nha, anh chị em có rơi vào cái trường hợp nào giống ở trong cái thực trạng đáng buồn không? Hay là anh chị em đang ở số 1, tự quên mình đi để phục vụ người khác? Nếu anh chị em đang ở số 1 thì cảm ơn Chúa, Chúa đang giữ anh chị em để anh chị em phục vụ Chúa với tôi tớ, với tư cách là một tôi tớ thật, nghĩ về người khác nhiều hơn là nghĩ đến mình. Cầu xin Chúa ban ơn cho để chúng ta tự nhận thấy mình đang ở trong thực trạng đáng buồn, thì cầu xin Chúa giúp đỡ để đừng làm như vậy nữa nha. Điều thứ ba, cực kỳ hiếm, đó là đang nói lên đặc tính của một người tôi tớ thật. Phẩm chất tự quên mình là một, lòng trung tín là hai. Đó là rất hiếm. Lòng trung tín, hồi nãy chúng ta đang ôn bài đầy tớ thật là một người trung tín đó, bài 33 đó. Lòng trung tín là một điều rất hiếm. Và phẩm chất tự quên mình đi cũng là một điều rất hiếm. Như vậy thì nghĩ về người khác nhiều hơn mình cũng là một điều rất hiếm. Tại vì sao vậy? Tại vì nó chống lại cái ích kỷ của bản thân, đúng không? Mình cứ hay nghĩ về mình, mà trong khi người đầy tớ thật của Chúa là phải nghĩ về người khác nhiều hơn. Thì nó chống lại cái bản thân của mình, là tính ích kỷ của mình. Và cái việc mà giữa cái chỗ là mình tự quên mình để nhớ đến người khác, tự quên mình để phục vụ người khác, với cái ích kỷ ở trong lòng của mình, thì nó là cuộc chiến dai dẳng. Đừng tự hào rằng không có đâu, tôi là luôn luôn nghĩ về người khác.
Nó là một cuộc chiến dai dẳng, mà chỉ nhờ sức Chúa chúng ta mới chiến thắng được, để nghĩ về người khác nhiều hơn là nghĩ đến mình. Điều thứ tư là cách đo lường. Làm sao tôi biết được tôi là người nghĩ nhiều về người khác hơn là nghĩ nhiều về mình? Làm sao tôi biết được? Phải có cái đo lường, phải có một cái điều gì đó để giúp chúng ta nhận ra. Bây giờ tôi thí dụ, mình phục vụ Chúa với tư cách là tôi tớ nè, mà anh gì đó ở trong hội thánh đó, ảnh là lãnh đạo hội thánh vậy chứ ảnh đâu có nhớ tới mình đâu. Mình làm quá chừng luôn, ảnh có nhớ tới mình đâu, nó quên mình rồi. Còn cái cô quản nhiệm hội thánh vậy tối ngày lo cái gì đâu không à, còn chả có nhớ tới mình, bỏ quên mình rồi. Hay là cũng là xem thường mình, là ở gặp mình cái là sai mình làm này làm kia đó. Rồi mình đối xử với người đó làm sao? Mình giận cái ông này, mình bực cái cô quản nhiệm, hay là sao? Một người đầy tớ thật là cái việc bị bỏ quên, cái việc bị sai vặt, cái việc mà bị người ta bực bội hay là dồn những cái khó chịu cho mình á là chuyện bình thường. Còn khi nào mình bị bỏ quên, mình bị người ta xem thường, mình bị người ta sai vặt, mình bị chiếm quyền lợi, cho tôi làm quá dồn quá đổi luôn, có cái gì cứ cho ông Hoàng Phúc không mà không cho tôi, đâm ra bực mình, thì như vậy mình chưa phải là một người tôi tốt thật. Và đó là cái cách đo lường đó. Nếu mà khi nào mình bị bỏ quên, mình bị người ta sai, người ta nhờ, nhưng mà mình cứ bực mình nói, người ta sai bặt tôi, biểu tôi làm này làm kia, làm nổ hoài, mà chả bao giờ nhớ đến tôi, quyền lợi là giao cho ai khác này nọ, còn càm ràm cái kiểu đó, thì đó là cái cách đo lường, chúng ta chưa phải là người nghĩ đến người khác. Hãy xem xét lại chính bản thân mình đi. Hãy dùng cái điều đó để đo lường. Khi bị bỏ quên, khi bị xem thường, khi bị mất quyền lợi, khi bị thế này kia đó, mình có bực mình với người đó không? Mình bực mình cái người quên mình không? Những người trong lãnh đạo hội thánh này kia nọ đó, mình có bực mình không? Nếu mình bực mình thì mình đâu phải là cái người nghĩ tới người khác. Tại vì mình là tôi tớ thật của Chúa, phải có suy nghĩ như là Chúa muốn, tức là phải suy nghĩ về người khác nhiều hơn là suy nghĩ về chính mình. Mình chúng ta ôn lại nha, nghĩ nhiều về người khác hơn là nghĩ chính mình. Thứ nhất là tự quên mình đi. Có quên mình mới nhớ đến người khác. Còn lúc nào cái gì của mình cũng hơn, nghĩ quyền lợi mình trước hơn, thì làm sao còn tâm trí đâu nữa, còn tình cảm đâu nữa mà nghĩ tới người khác. Điều thứ hai là bên cạnh đó có những cái điều rất là đáng buồn, và bản thân mình phải nhận biết điều đó để tránh đi. Điều thứ ba là sự trung tín và tự quên mình là những đặc điểm rất là hiếm ở trong một người phục vụ Chúa, ở trong một người gọi là tôi tớ Chúa. Và có cách để chúng ta đo lường xem chúng ta có thực sự là một người đệ tớ thật của Chúa, luôn luôn nghĩ về người khác hay không. Phần thứ hai chúng ta sẽ học là hãy có suy nghĩ như một quản gia. Quản gia là gì? Câu hỏi của các anh chị em kìa, quản gia là gì? Quản là quản lý, gia là nhà. Vậy thì quản gia, thôi bây giờ chúng ta sẽ hỏi, khi nói đến quản gia thì chúng ta nhớ đến nhân vật nào? Joseph. Dạ, yeah. Ông Joseph là một quản gia quá tuyệt vời. Ông đã quản lý những cái gì đâu nè? Quản lý của ai nè? Nhà của Potiphar. Quản lý gì nữa? Dạ không, Potiphar là có nhiều cái lắm à. Quản lý cái thứ hai là quản ngục, đúng không? Ông vào trong nhà tù, ông cai ngục, và ông quản lý tù nhân, quản ngục, hay là gọi là quản lý tù nhân đi. Rồi thứ ba là quản lý toàn bộ những cái gì của nhà nước Ai Cập,
đúng không? Nếu ông không trung tín trong sự quản lý ở nhà Phô-ti-pha thì Chúa đâu có giao cho ông một chức vụ là quản lý nhà giám ngục quan trọng hơn mà. Và bây giờ Chúa cất nhắc ông lên là quản lý cả công việc lớn lao vĩ đại của Pharaoh, đúng không các bạn? Vậy thì quản gia là gì? Chúng ta đang nói về Joseph đó. Bây giờ chúng ta trả lời về quản gia là gì. Ông Joseph quản lý toàn bộ tất cả những gì thuộc về Pharaoh, trừ cái bà vợ cà chớn đó. Mà thiệt, quản gia chứ đâu quản người. Thì quản gia là một tôi tớ được phó thác tất cả những gì thuộc về chủ, giao phó toàn bộ tài sản của chủ cho cái người quản gia đó. Phô-ti-pha không hề quan tâm đến việc Joseph đã quản lý gì hết. Tại vì sao vậy? Tính rồi, giao toàn bộ, đúng không? Quản gia là người được giao phó quản lý toàn bộ tài sản của chủ. Chúng ta là quản gia. Chúng ta là quản gia. Hãy có suy nghĩ như một quản gia. Chúng mỗi người chúng ta là quản gia, quản lý toàn bộ những cái gì thuộc về cơ sở vật chất của hội thánh trong căn nhà này. Các anh chị em nào nghĩ rằng mình nhìn thấy cái ghế nó méo, mình dựng lại cho ngay? Có anh chị em nào thấy ghế nó xúc để sửa lại? Hay là thấy bàn ghế trong trên mình sửa lại, thấy cái gì hơi hao mình sửa một chút xíu? Mình có làm được đó không? Mình là quản gia nhưng có nhiều khi mình hời hợt lắm. Chỉ có một số người quan tâm thôi, tôi nói thật. Bây giờ mình hãy suy nghĩ như một quản gia đi. Mình là quản gia, mình phải chăm sóc tất cả những gì thuộc về hội thánh trong căn nhà này. Tôi không có nói là cái gì riêng của thầy Đa Nhiên, đúng không? Cái gì của hội thánh, chúng ta hãy góp phần quản lý nó. Tại vì nó hư hao thì hội thánh đâu có tiền ra mua mà, đúng không các anh chị em? Kể cả sách vở, kể cả thánh ca, kể cả kinh thánh, tất cả những gì mà chúng ta thấy cần phải chỉnh sửa thì chúng ta chỉnh sửa. Tôi thấy cô Nga thánh ca bị hư, đem về chỉnh sửa, bao bìa dán nhãn lại. Cảm ơn Chúa, đó là một hình thức của quản gia. Anh chị em nào chưa làm, bắt đầu làm đi. Mình là quản gia của Đức Chúa Trời, quản lý tất cả những gì, tài sản nhỏ lớn của hội thánh. Thấy quạt máy quay không có người thì mình tắt. Cái điện đốt sùm, ví dụ khi mình vô tình á, mình đốt đèn xong, mình mở đèn xong, mình mở máy lạnh, mình mở xong, mình ở đó hơi, cái mình đi, cái mình chả để ý. Thì hao điện, hư thiết bị. Cho nên chúng ta góp phần làm quản gia đi anh chị em. Được không? Người trẻ cũng được mà, các con thiếu niên làm vẫn được mà. Để ý một chút xíu. Ha. Bây giờ điều thứ hai. Xin lỗi, không phải điều thứ hai mà ý thứ hai của cái phần một. Xin chúng ta xem đặc tính quan trọng của người quản gia này là gì ở trong cô Trinh Tô nhất đoạn 4 câu 2. Có kinh thánh không? Tôi mời đọc á. Cô Trinh Tô nhất đoạn 4 câu 2. Phải có cuốn kinh thánh cho riêng mình các bạn ơi. Dạ. Yeah. Là sự trung tín. Có bản dịch cũ ở đây không ạ? À? Dạ. Yeah. Bản dịch cũ thì gọi là trung thành. Hồi nãy chúng ta có nói là đặc điểm của người đầy tớ ở trong cái bài cũ á là trung tín, đúng không? Bây giờ cô Trinh Tô nhất đoạn 4 câu 2 nói với đặc điểm là trung thành. Vậy thì trung thành với trung tín khác nhau như thế nào? Trung tín là hứa cái gì làm cái đấy. Mình trung tín với Chúa là mình hứa nguyện với Chúa, à con sẽ trung tín với Chúa cho đến trọn đời sống con, thì mình cứ làm theo điều đó là trung tín. Còn
bản dịch, dạ đúng rồi, đó là trung tín. Nhưng mà tôi muốn nói rõ thêm một ý nữa là trung thành. Còn trung thành là gì? Trung thành là tận tâm, hết lòng. Trung thành với Tổ quốc là tận tâm, hết lòng với Tổ quốc. Trung thành với chủ là tận tâm, hết lòng với chủ. Chúng ta thấy ông Joseph không? Là quản gia đó. Ông có trung tín không? Ông hứa sẽ quản trị nhà của Phô-ti-pha, tưởng quản trị nhà Phô-ti-pha. Ông trung thành với Phô-ti-pha có nghĩa là ông tận tâm và hết lòng với Phô-ti-pha. Ông làm cho tài sản của Phô-ti-pha được giữ và được phát triển. Thì chúng ta học thêm một cái từ là trung thành. Trung thành là gì? Trung thành là tận tâm và hết lòng. Một điều nữa là quản lý tiền bạc. À, cho cái này qua đi để bà... Không phải. Tắt cái đó đi để bà... Dạ, dạ. Cái điều thứ hai là quản lý tiền bạc. Tiền bạc là của ai? Tiền bạc là của Chúa, đúng không? Tiền bạc là của Chúa ban cho. Chúng ta là người quản lý. Điều không nói chúng ta mà chúng ta đang nói về một tư cách là một quản gia. Là quản gia trong việc quản lý tiền bạc. Tiền bạc là một ông chủ xấu nhưng là một đầy tớ tốt. Đúng không? Tiền bạc là một ông chủ xấu nhưng mà lại là một người đầy tớ tốt. Đầy tớ là phục vụ cho chủ. Nó tiền bạc là đầy tớ của chúng ta, nó sẽ phục vụ cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta để nó làm chủ thì nó sẽ sai khiến ta. Phải không? Tiền bạc rất là nguy hiểm. Ở trong Luca đoạn 16 câu 13 nó cho biết là tiền bạc rất là nguy hiểm bởi vì nó sẽ làm thay đổi cuộc đời của chúng ta. Mà khi chúng ta nói rằng nó nguy hiểm mà thay đổi cuộc đời, như vậy có nghĩa là thay đổi theo chiều hướng xấu. Sống phục vụ Chúa với sống vì tiền bạc là hai mục tiêu khác nhau và nó sẽ loại trừ nhau. Nếu chúng ta là một người sống và phục vụ Chúa thì đừng để lòng của chúng ta mê tham tiền bạc. Mê tham, chứ tôi không có nói là để đời chúng ta không dính dáng tiền bạc. Tiền bạc nó sẽ phục vụ mình mà. Mình có tiền mình sẽ làm được cái này cái khác mà, đúng không? Nhưng mà mê tham nó để rồi bất chấp làm công việc này công việc khác thì đó là điều không tốt. Và Kinh Thánh cũng nói rằng chúng ta không thể vừa làm tôi cho Chúa mà lại làm tôi cho tiền bạc. Không thể phục vụ hai chủ bởi vì yêu chủ này và sẽ ghét chủ kia. Một khi mà để tiền bạc nó lên ngôi, nó làm chủ thì chúng ta sẽ làm theo nó chứ còn không có làm theo ý muốn của Chúa đâu. Như vậy thì chúng ta phải quản lý tiền bạc một cách tốt đẹp nhất. Và cách sử dụng tiền bạc đúng nhất là gì ạ? Cách sử dụng tiền bạc đúng nhất là gì? Cách sử dụng tiền bạc đúng nhất là phục vụ cho vương quốc của Chúa. Và Chúa thường hay dùng tiền bạc để thử lòng của tôi tớ Chúa. Thực tế cuộc sống có rất nhiều chung quanh chúng ta, đúng không? Có những người vì mê tham tiền bạc đã làm những điều này, đã làm những điều khác, đã bán rẻ lương tâm, đã sẵn sàng phản bội chủ của mình, đã sẵn sàng phản bội bạn bè của mình. Có không anh em? Có người vì mê tham tiền bạc sẵn sàng bán nước. Trong Kinh Thánh, ít nhất chúng ta có hai nhân vật. Một nhân vật trong Cựu Ước, một nhân vật trong Tân Ước vì mê tham tiền bạc mà đã phản bội. Judas Iscariot bán Chúa 30 nén bạc. Một người trong Cựu Ước bán người yêu của mình. Một người nữ bán người yêu. À, cái cô gì đó. Dalila, đúng không? Lãnh đạo của thành Jericho, lãnh đạo của vua Canaan, cho một số tiền, người này hứa cho tiền, kia hứa cho tiền, bà sẵn sàng bán Samson.
Cái đó là trong Kinh Thánh. Kinh Thánh có như thế nào thì ghi lại như thế đó, để cho chúng ta biết rằng có những cái mặt, có những nhân vật cũng làm những điều xấu như vậy. Và trong xã hội còn đầy dẫy nữa, có những người vì tiền bạc mà đã bán rẻ lương tâm, bán bạn, bán bè, phản bội, đúng không? Đó, vì tiền, vì bạc. Cho nên cách mà chúng ta sử dụng tiền bạc rất là quan trọng. Sử dụng tiền bạc như thế nào đó để Chúa ban cho chúng ta phước hạnh. Chúa ban cho chúng ta phước hạnh khi mà sử dụng tiền bạc đúng. Bây giờ đừng có nói là tôi làm tiền bạc, tôi làm ra tiền bạc, tôi dâng hiến cho Chúa 1/10, còn số tiền còn lại của tôi quyền tôi xài gì tôi xài chứ. Không phải đâu anh chị em. Mình phải xài sao cho hợp lý, ích lợi cho gia đình, cho bản thân, cho người thân yêu của mình. Xài phung, xài phí, xài tầm bậy, tầm bạ cũng là sai đối với Chúa. Chứ đừng có nói là 9/10 số tiền còn lại của tôi muốn làm gì tôi làm. Không phải. Chúng ta là người đầy tớ về quản lý tiền bạc của nhà Chúa và tiền bạc của cá nhân mình nữa. Sao cho Chúa thấy điều đó và Chúa chúc phước. Khi Chúa làm chủ chúng ta thì đời sống của chúng ta sẽ là một đời sống phước hạnh của một người phục vụ. Khi tiền bạc làm chủ chúng ta thì chúng ta sẽ là nô lệ của nó. Nhưng mà một người đầy tớ thật, một người đầy tớ thật, một người quản gia thật của Chúa thì sao ạ? Thì quan tâm đến sự phục vụ hơn là quan tâm đến tiền bạc. Hơn nha. Chứ tôi không có nói là đừng quan tâm, không quan tâm sao tôi có tiền mua gạo, đúng không? Không quan tâm sao tôi có tiền để mà chi dùng những cái nhu cầu cho gia đình. Tôi nói là người đầy tớ thật, người quản gia thật là quan tâm đến việc phục vụ hội thánh, phục vụ người khác hơn là quan tâm đến tiền bạc. Còn mê tham tiền bạc là một cái lĩnh vực khác, mê tham tiền bạc là một tội lỗi nha. Bây giờ chúng ta hiểu như thế nào về cái phần kế tiếp, đó là gì? Đó là người xây dựng vương quốc. Bài học ở trong bài 31 có nói đến hai hình ảnh. Một người xây dựng tài sản, một người xây dựng vương quốc của Chúa. Theo anh chị em thì người xây dựng tài sản là gì ai ạ? Tài sản cho mình là ai ạ? Hai người này giống nhau gì? Người xây dựng tiền bạc, người xây dựng vương quốc giống nhau gì? Có khả năng làm ra tiền. Giống nhau có khả năng làm ra tiền. Nhưng khác nhau chỗ nào? Dạ, 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 khác nhau chỗ nào? Cách đầu tư. Mức sử dụng của hai người. Cách đầu tư. Dạ. Một người làm ra tiền, nhưng mà sử dụng cho bản thân của mình. Dạ. Cũng có khả năng làm ra tiền, nhưng mà họ sử dụng để họ xây dựng vương quốc. Dạ, cảm ơn cô Cúc. Hai người giống nhau nghe, làm khả năng làm ra tiền. Khả năng kinh doanh, khả năng làm cái gì đó, đầu tư cái gì đó để làm ra tiền. Nhưng một người xây dựng tài sản cho riêng mình, một người thì xây dựng cho vương quốc của Chúa, ban phát ra một cách rộng rãi cho những cái gì thuộc về vương quốc của Chúa. Đó là hai hình ảnh. Vậy thì bây giờ các anh chị em xem nè, cái công việc của một người, công việc của một người mà chỉ lo xây dựng vương quốc, xin lỗi, xây dựng khối tài sản của mình. Nhắc các anh chị em nhớ nhân vật nào ở trong Kinh Thánh? Người chủ nào ạ? À? À đúng rồi, cái nhân vật đó gọi là người giàu mà dại, đúng không? Người giàu mà dại. Ông ta nói, ô, bây giờ kho lẫm, ngày xưa mà đâu mà tiền bỏ ngân hàng đâu. Kho lẫm đầy hết rồi, bây giờ ta sẽ phá cái kho cũ, ta xây lại nhiều kho mới để mà đủ để mà chứa những cái vật thực mà ta thu hoạch được. Và ta hãy nói với linh hồn ta rằng, bây giờ giàu có rồi, hãy tự hưởng, tự sung sướng cho đến già luôn. Nhưng Chúa phán với người đó, hỡi kẻ dại dột kia, đêm nay ta sẽ đem ngươi đi về, thì những của cải ngươi có được đó thuộc về ai?
Còn người mà xây dựng vương quốc của Chúa là những người làm ra tiền, buôn bán, kinh doanh, đầu tư, cái gì đó. Nhưng mà họ dùng tiền của họ có được để họ ban phát ra tất cả những gì mà hội thánh cần. Thì họ đang xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời. Người xây dựng cho mình thì có thể bị mất. Có nhiều khi tích tắc là không còn, anh chị em ơi. Những người xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời thì cái mà họ xây dựng đó sẽ còn đời đời. Bởi vì sao vậy? Bởi vì người xây dựng cho vương quốc Đức Chúa Trời là họ đang đầu tư vào thiên đàng. Ở nơi đó không có sâu mối làm hư, không có tan rác, không có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy, không có hacker để mà nó vào tài khoản của mình nó ăn cắp, cũng không sợ ngân hàng phá sản trả cho mình bao nhiêu triệu. Bởi vì nơi đó Chúa ghi nhận công khó, Chúa ghi nhận sự đóng góp của người đó, thì những cái gì mà họ ban phát ra, họ xây dựng vương quốc Chúa còn đến đời đời. Anh chị em chọn mình là ai? Chọn mình là người xây dựng vương quốc của Chúa hay là chọn là cái người xây dựng tìm kiếm tài sản cho riêng mình? Một câu hỏi nữa để dành cho anh chị em suy nghĩ. Tôi không dám kêu anh chị em trả lời liền đâu. Cái này phải suy nghĩ nhiều lắm. Và nếu chúng ta cảm thấy rằng chúng ta chưa góp phần một cách tích cực cho vương quốc của Đức Chúa Trời, thì xin anh chị em hãy suy nghĩ và chúng ta cải thiện điều đó. Chúng ta cải thiện điều đó. Bởi vì nơi đó là nơi không có tan ré, không có sâu mối, không có kẻ trộm đào ngạch phép bách mà lấy. Cũng không sợ hacker, cũng không sợ tài sản, ngân hàng bị phá hủy, nó bị bây giờ suy sụp ngân hàng nhiều cái lắm. Chạy đôn, chạy đáo làm cho mình cũng rối trí trong khi mà bị cái này cái kia, đúng không? Mà đầu tư vào nước thiên đàng thì là một sự đầu tư khôn ngoan. Chúng ta hãy chọn là người xây dựng vương quốc của Chúa. Vì công khó của chúng ta, sự đóng góp của chúng ta còn đến đời đời. Mình xin Chúa ban ơn cho để chúng ta là người biết nghĩ về người khác nhiều hơn mình. Và chúng ta là người có suy nghĩ như một quản gia. Đó là hai phần chúng ta đã học. Chúng ta còn ba phần nữa, chúng ta sẽ học vào trong tuần tới. Cầu xin Chúa ban ơn để những gì anh chị em học hôm nay, chúng ta suy nghĩ để chúng ta sửa đổi lại việc làm của mình ha. Amen.